Thưa quý vị, mới đây công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua, một số nghi phạm đã sử dụng tài khoản Facebook và Zalo đặt tên Huấn Hoa Hồng để đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp không cần tài sản cầm cố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang điều tra hành vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo giả có liên quan đến cụm từ huấn hoa hồng, đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp không cần tài sản cầm cố. Người dân khi làm việc với các tài khoản này bị yêu cầu chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay, sau đó bị chiếm đoạt. Công an Hà Nội đã công bố 21 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại. Trong đó có 10 tài khoản mang tên Bùi Xuân Huấn, không giấu và có nhiều tài khoản có số đẹp. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên hoặc từng bị các đối tượng sử dụng các tài khoản nêu trên chiếm đoạt tiền liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết. Mọi thông tin xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, số 7 phố Thiên Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Hồ Đông, cán bộ điều tra, số điện thoại 0977 966 111. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cứ vào dịp cuối năm, tất cả chúng ta đều mong chờ đến ngày Black Friday là thứ sáu đen tối hay còn được biết đến là ngày săn sale lớn nhất với nhiều khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, với xu thế tiêu dùng online ngày càng phổ biến thì đây cũng là dịp nhiều bẫy lừa đảo trực tuyến cũng được tạo ra. Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tạo ra các trang web giả mạo tên miền quảng bá sản phẩm có dòng chữ Black Friday. Tại đó, người tiêu dùng phải bỏ tiền trả cho những món hàng không tồn tại, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác, chú ý kiểm tra tính hợp pháp của bất kỳ mời chào khuyến mại cũng như các tin nhắn rác để tránh sập bẫy. Trước đó, trong tuần từ ngày 6 đến 12 tháng 11, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia đã nhận 332 phản ánh lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam cung cấp qua địa chỉ cảnh báo không gian mạng vn Qua kiểm tra phân tích, có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Tòa án ở Seoul, Hàn Quốc đã tuyên hai nữ tiếp viên Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9 vô tội trước nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa giấu trong hàng hóa. Tuy nhiên, hai nữ tiếp viên vẫn chưa được về nước. Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Văn Viện, cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống tội phạm ma túy sáng 24 tháng 11. Dù được tuyên bố vô tội nhưng vụ án đang trong thời gian kháng cáo nên hai tiếp viên vẫn chưa được về nước. Không nói tên của hãng hàng không nơi hai tiếp viên làm việc, song C04 cho hay đã có văn bản trao đổi với các công ty hàng không để quán triệt đến nhân viên tránh bị phạm tội ma túy lợi dụng. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, đài NBC của Hàn Quốc đưa tin cảnh sát Incheon, Hàn Quốc đã bắt giữ hai trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra về hành vi buôn lậu ma túy. Hai tiếp viên bị bắt khoảng 20 tuổi, bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng, trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4. Theo điều tra ban đầu, hai nữ tiếp viên khai nhận đã chuyển hộ hàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng từ 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng hóa mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Thưa quý vị và các bạn, nhà đô giá The Long Abonds đã thông tin trên trang web của hãng để trao bán long bào được cho là của vua Bảo Đại, dự kiến sẽ đấu giá vào ngày 7 tháng 12. Cụ thể, theo thông tin trên trang web của hãng đấu giá The Long Abans có trụ sở tại Pháp, chiếc lông bào này có độ dài 145cm và chiều ngang sải tay 240cm, có tay áo rộng bằng lụa màu vàng, lót lụa màu cam, theo bằng chỉ đa sắc và chỉ vàng. Chiếc áo được buộc bên phải hai giải duy băng màu lụa vàng, màu dành riêng cho vua, buộc phía trước vào cổ áo. Trên ngực có theo một con rồng, xuất hiện ở giữa những đám mây đối mặt với những viên ngọc thiêng được bao quanh bởi ngọn lửa. Hãng The Long cũng giới thiệu chiếc áo thuộc về vua Bảo Đại, hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Áo được lưu giữ ở Việt Nam, sau đó lạc sang Pháp, từng được trưng bày ở triển lãm "El Flies of the Dragon ở Bảo tàng Anh Quốc Agents Art Cayman từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014. Thông tin long bào được cho là của vua Bảo Đại mặc lúc đăng quang sắp được đấu giá khiến nhiều nhà sưu tầm cổ vật ở Việt Nam chú ý. Tuy nhiên, qua hình ảnh mà hãng đấu giá ở Pháp đăng tải, nhiều nhà nghiên cứu cổ phục Việt Nam còn đặt ra một số nghi ngờ. Một số ý kiến cho rằng cần phải xem lại thông tin về chiếc long bào này là của vua Bảo Đại hay vua Khải Định, đặc biệt là thông tin long bào vua Bảo Đại mặc vào lễ lên ngôi hoàng đế. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ gia đình ở thành phố Huế đưa con trai 3 tuổi bị chậm phát triển đến tỉnh Lâm Đồng chữa bệnh. Thế nhưng sau đó bà Hoàng nhận lại hũ cho cốt. Sáng nay 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Minh Quang, sinh năm 1977 tại Thừa Thiên Huế, nơi cư trú số 19 Mimosa, phương 3 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Cao Thị Thu Bích, sinh năm 1983, cư trú tại số 17 đường Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Bồn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng truy tố cả hai về tội xâm phạm thi thể theo khoản 1 điều 319 của Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, ông NHN Ngụ Thư Thiên Huế cho biết, gia đình ông Lê Minh Quang, 46 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, nhận nuôi và chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển tự kỷ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên vào tháng 3 năm 2022, ông Nghĩa đưa con trai là NLMQ 3 tuổi bị bệnh chậm phát triển đến thành phố Bảo Lộc nhờ ông Quang trợ giúp. Quá trình điều trị bệnh chậm phát triển hay cháu Quy bị ho, sốt, ông Quang tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện cháu mắc Covid-19. Và sau đó cháu bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai đối tượng Quang và Bích đã quyết định đưa cháu Quy trở về thành phố Huế để bàn giao cho gia đình. Vì lo sợ thi thể cháu sẽ bốc mùi trên xe, hai đối tượng đã lái xe đưa thi thể cháu trai vào vườn nhà mình ở xã Hoa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, châm lửa thiêu rồi mang hũ cho cốt về Huế đưa cho gia đình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng xác định hành vi mà Lê Quang Minh và Cao Thị Thu Bích thực hiện với cháu Quy vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 đã cấu thành tội xâm phạm thi thể theo nội dung bản kết luận điều tra số 8 ngày 16 tháng 11 năm 2023 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu ngày 24 tháng 11, giá xăng dầu duy trì đà lao dốc nhưng đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ chiều 23 tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 11, giá dầu giảm thêm khoảng 1%, kéo dài đà lao dốc ở phiên giao dịch trước bởi kỳ vọng OPEC cộng có thể không cắt giảm sản lượng sâu hơn vào năm tới sau khi nhóm sản xuất này hoãn cuộc họp chính sách dự kiến vào cuối tuần này. Tiếp nối đà giảm từ phiên trước, Giá dầu tiếp tục giảm nhẹ trong phiên ngày 23 tháng 11. Theo dữ liệu của Oil Price, lúc 19 giờ 40 phút ngày 23 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 81,24 đô la Mỹ trên một thùng, giảm 0,72 đô la Mỹ, tương đương 0,88% so với phiên liền trước. Còn với giá dầu WTI ở mức 76,38 đô la Mỹ trên một thùng, giảm 0,72 đô la Mỹ, tương đương 0,93% so với phiên liền trước. Một số nguồn tin cho biết các nhà sản xuất của OPEC Cộng đang gặp khó khăn trong việc thống nhất về mức cắt giảm sản lượng dầu. Đồng thời, việc cắt giảm có thể diễn ra sớm hơn so với thời điểm họp. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 23 tháng 11 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng dầu đều được điều chỉnh giảm.